Đây nha, bắt đầu lấp đây, đổ phát, đổ nước sôi. Cái dòng này là lăng chấm này, hay cứ dội đi, dội thẳng đấy. Sau khi đập này, từ hình nó xong rồi, bây giờ vừa mới đập ở trên này. Đấy. Thì phải làm thế nào, phải cạo sạch banh hết tất cả cái lớp đen của nó nhá. Đấy, đây là cách sơ chế đầu tiên. Con này nha, lăng chấm này, bây giờ cái dòng lăng chấm này, dòng chê lai này, dòng tất cả nói chung là dòng cá da trơn, các bác làm ấy là phải dội nước sôi, sau đó là cạo hết cái lớp đen bên ngoài thì là nó sẽ không tanh nhá. Đấy, đây là sơ chế đợt một này, thì nó bắt đầu phanh này. Bắt đầu bước sang khâu chế biến nhá. Đây là đầu nheo nấu dòng mùng. Nấu dòng mùng thì cho nước mẻ trước này để đun sôi, bắt đầu cho cái đầu nheo đầu lăng chấm, quên lại còn nhào còn làng loạn xin lậu. Đấy, đầu lăng chấm đưa vào nhá. Và bây giờ là tiếp theo là đưa đến cái dòng mùng vào. Bây giờ sôi một lúc thôi. Dòng mùng này nếu mà đưa vào lâu quá thì nó ngấu, thì ăn thì sẽ không ngon. Sau khi sôi một lúc thì bắt đầu đưa rắc rau răm với lại thịt đà vào. Cái phần này là phần thịt, phần bụng nữa nhá. Phần bụng là để xào lăn này, xào xả ớt, rau răm, mùi đầu, hành củ mình ấy, chứ không dùng hành tây. Nếu mà dùng hành tây thì ăn giống tây nên không ngon, để ăn dùng hành củ mình nhá. Đấy, như thế là sẽ cái vị này, lát nữa lên đĩa thì sẽ quay cho bác xem. Đầu bếp chính giấu tên này, không cho thấy mặt này. Đây là món cá lăng chấm nướng nhá. Cái này bắt đầu làm xong là bắt đầu nướng, phải nướng trên than củi nó mới ngon được, vị của nó tuyệt vời luôn. Đấy, quan trọng nhất là phải nướng trên than củi. Cái vị này mà uống với Nhâm Nhi vài ly rượu rượu gì nhỉ? rượu mắn máy. Đấy, củ sắn tây ấy. Đấy. Tuyệt vời luôn, tên lửa mặt đất. Tuyệt vời luôn. Ngày xưa cụ tổ uống lại đấy rồi chuối hột với lại cái gì mãi sau này mới có. Bây giờ phải uống lại đúng vậy, nguyên bản là uống rượu sắn nha. Củ mì ấy, miền Nam gọi củ mì. Đây là thịt cá lăng nước. Ây ui nóng. Lấy nét ngay nhỉ. Đấy, bây giờ đang trên bếp than hồng này. Đấy nha, phi hành đây này. Món lăng chấm xào xả ớt này. Xả ớt là ướp luôn rồi nhá. Đấy, đầu tiên là phi hành này. Đấy, bắt đầu vị thơm lên này. Đổ lăng vào. Đấy, đổ cá lăng vào nhá. Đoạn này là đoạn phụ của nó là rất dai luôn. Tuyệt vời luôn, trên cái món này không phải nghĩ luôn. Món này mà chiên lẩu măn may thì nếu mà ở Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thì người ta uống gọi là san ta nhiêu, gọi là sắn ta nhiêu ấy. Đấy, vậy đấy, nhưng mà giống như kiểu rượu Hàn Quốc luôn, rượu san ta nhiêu. Uống với rượu san ta nhiêu tuyệt vời luôn. Đấy nha, món thịt cá lăng chấm xào này xong rồi này. Đấy, đây là một món nhá. Đấy, món thứ hai này anh em đang gỡ ra, bởi vì đây là lăng chấm nướng xả ớt, cái này chấm với bát ớt cực cay tuyệt vời luôn. Ôi, quên mất đấy, can rượu san ta nhiêu, bình rượu ấy, sắn ta nhiêu. Hai tô đây nhá. Đấy, ba tô cả, 1 2 3 ba tô đầu đuôi nấu dọc mùng. Chấm ớt này, thêm món rau má xào trứng. Mời các bác nha. Anh em hội đồng thân vui vẻ thì có món như thế đâu.